Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình xin giới thiệu rằng ván đấu giữa Hướng Hương, Hương Xin đại chiến Vương Thứ Nhất. Cho ván đấu này, Hướng Hương, Hương Xin cầm đội đi tin, Vương Thứ Nhất cầm đen đi hậu, diễn biến của ván đấu diễn ra như sau, mở màn theo dõi. Đến đây ngoại lai tên khách Vương Thiên Nhất đành buông cơ đầu hàng. Hướng Quân Xuyên cầm đỏ đi tiên giành thắng lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.